Hello, xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị lại quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Một ngày mới, học sinh kính chúc cho toàn thể anh chị luôn luôn bình an, tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho anh chị mẫu xe Honda CR-V phiên bản L được sản xuất 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe màu trắng mang biển số tỉnh, lăn bánh được 78.000 km. Chắc xe thì rất là đẹp, không lỗi nhỏ nha anh chị. Keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên zin. Honda CR-V thì trang bị cho mình động cơ 1.5 turbo kết hợp với hộp số tự động CVT giả lập 7 cấp, đi rất là mượt mà êm ái nha anh chị. Form dáng xe thì cực kỳ đẹp. Chiếc xe này ngày hôm nay anh em Học đang bán với giá khá là tốt ở trên thị trường nha anh chị. Chiếc xe này thì anh em Học đang chào bán với mức giá chỉ có 705 triệu. Khi mà anh chị đến xem xe thì bên Học cũng vẫn có thương lượng lọc lá thêm cho anh chị nha. Và chiếc xe này thì anh em Học sẽ hỗ trợ anh chị rút hồ sơ gốc nè, anh chị chỉ về đóng 2% giá trị còn lại cộng với biển số tùy theo khu vực, và chi phí dịch vụ nó là xong rồi. Lanh quanh thì nếu như mà anh chị ở tỉnh thì xe này ra tên rồi luôn á anh chị, thì nó lanh quanh nó khoảng 15 triệu đảo lại ha. Một chiếc xe màu trắng rất là đẹp, màu trắng ngọc trai. Xe thì trang bị động cơ 1.5 turbo tăng áp, có công suất lên đến là 188 mã lực. Form dáng xe thì cực kỳ mạnh mẽ nha anh chị, nhiều đường dập lặn dập nổi nè. Ngôn ngữ thiết kế thì trẻ trung năng động thể thao. Với lại nữa là chiếc xe này là chiếc xe Nhật Bản, xe Honda thì nó bền cực kỳ anh chị, nó bền như hơn kể cả những dòng xe khác như là Mitsubishi nè, chẳng hạn Isuzu đó anh chị. Xe này thì nó độ bền nó so sánh ngang ngửa với lại xe Toyota, nên là anh chị yên tâm. Ở form dáng thì rất là đẹp. Rồi đầu tiên thì Học sẽ đi sơ bộ về ngoại thất cho anh chị nha. Xe này thì được trang bị cụm đèn pha full LED nè, mặt ca lăng đồ là nguyên bản hết nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không? Không độ chế ha. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đó, logo sáng bóng nè, đèn pha nè. Đó, anh chị nhìn nè. Nước sơn cabo nè anh chị, nước sơn cabo mới tinh luôn. Đó, chiếc xe này chỉ có 705 triệu là anh chị đã sở hữu được một chiếc xe Honda CR-V nhập Thái. Đó, anh chị nhìn thấy không? Vỏ xe thì đã được chủ thay vào vỏ Michelin vào tận thứ 46 2021 anh chị. Đó là cái vỏ xe mình còn dì cui à. Đây anh chị nhìn thấy không? Dì cui luôn nha anh chị. Đây anh chị nhìn nước sơn nè. Một chiếc xe 5+2, cơ bản là 7 chỗ nha anh chị. Form dáng thì rất là đẹp, anh chị nhìn phim cách nhiệt nè, nước sơn nè. Đó, những cái ốp gầm nè. Đó, chỉ có 705 triệu và anh chị đã sở hữu được chiếc Honda CR-V rồi. Đây anh chị, anh chị nhìn túp lô nè, chủ giữ gìn rất là kỹ luôn anh chị. Đó, không chì xước nha, không chì xước, không thay thế, không oval, không phai màu nha anh chị. Nội thất ghế da nè, bên trong thì bên Học cũng đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm rồi, anh chị mua về là chỉ sử dụng thôi nha anh chị. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy không, xe cực kỳ đẹp luôn. Cái ghế da là zin theo xe, không có thay thế miếng da nào mà cũng không có sơn tút sơn tỉa nha anh chị. Nội thất mà sơn tỉa sau này đi lại là một vài tháng nó xấu lắm anh chị. Đó, anh chị nhìn nè. Chiếc xe này chỉ có 705 triệu thôi anh chị. Giá thì hôm nay là rẻ nhất từ xưa tới giờ luôn rồi. Honda CR-V vì lý do xe mới nó chuẩn bị ra mắt rồi, nên là bây giờ nó sẽ có cái giá mới nha anh chị. Đây anh chị nhìn nè. Ngày xưa mua mới là gần 1.340 tỷ. Bây giờ thì chỉ còn có 705 triệu thôi anh chị. Gần nửa xe rồi. Anh chị nhìn nè. Cửa là còn nguyên thủy hết nha anh chị. Bản lề rồi nè, mới tinh hết anh chị. Đó, xe thì bên Học luôn cam kết cho anh chị là động cơ hộp số còn nguyên zin, keo chỉ cũng còn nguyên zin luôn nha anh chị. Xe này riêng xe này là keo chỉ còn nguyên zin luôn, không một lỗi nhỏ. Rất đẹp, chị nhìn thấy không? Túp bi, túp lon, những cái ốp gỗ nè còn mới nguyên luôn nha anh chị. Rất rất đẹp cô chú anh chị. Chỉ có 705 triệu, tầm này thì 705. Cô chú anh chị nhìn thấy không? Ghế da là còn mới tinh hết. Ghế da là zin hết nha anh chị. Bên trong thì Học đã diệt khuẩn khử mùi rồi. Xe này có cửa gió ở tất cả các hàng ghế luôn, kể cả hàng ghế thứ ba vẫn có cửa gió ở đây. Anh chị thấy không? Cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Xe này thì là bản L nên là chúng ta sẽ được trang bị cửa sổ trời, cốp điện. Đó, nhập Thái nha anh chị. Gai vỏ còn gì cui à. Đó, mới tinh. Đây, cô chú anh chị thấy không? Form dáng thì trẻ trung năng động thể thao. Honda CR-V trang bị động cơ 1.5 rất rất là đẹp anh chị. Đây anh chị nhìn cái đèn mới tinh. Đó, xe này thì anh chị dẫn thầy thợ đến coi xe thoải mái nha anh chị. Riêng xe này là keo chỉ vẫn còn nguyên zin, không một lỗi nhỏ, động cơ hộp số máy móc nguyên zin. Đây anh chị, đèn vẫn còn nguyên zin nha.
anh chị nhìn thấy không? Logo nè. Đó, xe này là học mới vừa về, mới rửa luôn anh chị nhìn nè, nước còn đóng nè. Đó, trang bị cho mình cấp điện, bản L thì trang bị cấp điện zin theo xe nha anh chị. Đó. Mới tinh nè. Cấp điện rất là mượt và nhẹ. Thấy không? Một chạm. Đây, ốc cốp chưa ra luôn nè anh chị. Đây, chị thấy không? Đèn zin theo xe nha anh chị. Đèn zin theo xe nha. Đó, ốc tán là zin hết. Mới tinh tình tinh. Đây, vỏ xe cua cũng còn dì cui nè anh chị. Đó. Mâm này cũng là mâm đúc. Cho. Khách rồi mày đó. Dạ. Dạ, xe này chạy 7-8 ngàn. Giá rẻ lắm. Khách đang coi. Tư vấn nhanh luôn. Đó. Có khách đến showroom học coi xe. À, màu trắng nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này nó chỉ đi có 5.7 thôi. Động cơ tăng áp turbo. Đó. Đẹp ghê chưa anh chị? Bốn cái vỏ mới cứng luôn. Xe thì bên học mới vừa dọn dẹp rửa ráy rồi xong. Anh chị đến xem xe có thể mang xe về luôn. Đó. Đây anh chị. Đây, tóc bi nè. Chị nhìn theo. Đây. Đó. Rất đẹp. Chỉ có 705 triệu thôi anh chị. Honda CR-V mẫu mới bây giờ. Giá rất là dễ tiếp cận. 705 triệu bằng Vios RS anh chị. Vios RS mới là 705 triệu. Đó, anh chị mua chiếc xe Honda CR-V. Chất lượng thì khỏi phải bàn. Xe này thì độ bền cực kỳ luôn nha anh chị. Đó, nhiều option. Đó, xe cao rộng, đưa đi được 7 người. Máy móc thì cũng là động cơ VTEC mới nhất của Toyota, của CR-V của Honda. Đây, gới điện có bơm lưng luôn nè anh chị. Gới da là zin theo xe nha. Một mẫu máy. Anh chị nhìn cái mặt đồng hồ nè. Đó, chỉ có 705 triệu có cái mặt đồng hồ. Đó, anh chị nhìn thấy không? Thiết kế rất là đẹp, điện tử full hết nha anh chị. 87.305 cây. Đó, camera lùi thì cũng là zin theo xe nè. Đó. Hai vùng lạnh độc lập nha anh chị. Đời startup nè. Phanh tay điện tử break hold, gọi chế độ eco nữa. Xe Honda thì nó bền bỉ kinh khủng anh chị. Y như xe Toyota vậy đó. Tới bây giờ anh chị nhìn thấy không? Đó. Cứng khừ. Đó, mọi cái phím ở đây rất là mượt nha anh chị. Xe này chắc lụi, chi tiết đâu nó còn nguyên bản nguyên zin hết. Đây. Bảo dưỡng này. Có phí nhắc bảo dưỡng, xe này bảo dưỡng full lịch sử hãng nha anh chị. Đó. Chị xa xa ra nhìn form dáng lại lần nữa nè, đẹp lắm anh chị. Phim cách nhiệt anh chị nhìn theo, mới tinh. Rồi, đây là khoang động cơ đây anh chị. Khoang động cơ nguyên bản hết. Đó. Mới tinh nè anh chị. Anh chị nhìn những ống sáo nè. Nói chung xe Toyota với Honda thì nó rất là bền. Nó chắc xe nè anh chị nhìn thấy không? Dấu son còn y nguyên hết á. Đó, chị nhìn đầu phuộc nè. Nước sơn cabo xe này vẫn còn nguyên bản nha anh chị, chưa sơn. À, anh chị nhìn đẹp kinh không? Xe nhập Thái nha anh chị. Toyota và Honda mà nhập Thái là nó bền lắm. Rồi, học sẽ mời anh chị cùng học đi lại một vòng xe Honda CR-V 2018 mẫu mới, nhập Thái nguyên chiếc, biển số tỉnh. Xe này để đọc học đọc biển số nữa nha anh chị. Xe này là 60A48557. Đó. Chủ làm cái gì cũng trong hãng hết nha anh chị. Đó. Đây. Rất đẹp. VTEC Turbo. Anh chị nhìn ống xả nè. Ống xả nè, anh chị nhìn cái ống xả nè, đẹp không?
Đó. Cái liền kim của Thái Lan nó rất là hay anh chị. Cái bô nó nằm gầm ở dưới nè. Đi bảy mấy ngàn, đẹp mới tinh. Rồi, học sinh nhắc lại bên học đang cũng còn khá là nhiều xe nha anh chị. Honda CR-V bản L này 2018 mẫu mới. Bản cao cấp nhất bên học đang bán có 705 triệu. À, còn ở đây là Ford Ranger. Ford Ranger bản XLS hai cầu. Máy dầu nha anh chị. Máy dầu số tự động. Đó, form dáng thì hầm hố đẹp. Chạy mới có 15.000 cây, vỏ zin theo xe còn gì cui nè. Vậy sao? 680 triệu. Xe đã có lên nắp thùng luôn anh em vậy, nắp thùng kính luôn. Rồi, ghế da bọc vô lăng nắp 3. Đây. Vậy sao? Chơi đồ xịn luôn. Thường mà khách đi Ranger là vẫn chơi không anh chị? Đây nè. Mới hình, mới tinh, màn hình to bản nè. Chưa bóc tem luôn. Mở cửa còn mùi mới tinh luôn nha anh chị. Đó. 680 triệu. 5 người đi xe này, đi 5 người thì rất là rộng rãi anh chị. Lợi dầu lắm. Đó, đóng cửa phịch 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 phịch. Nặng chì. Đó, có nắp thùng. 680 triệu nha anh chị. Ford Ranger mẫu mới nhất, sản xuất 2022. Đó, chạy 15.000 cây. Mới cứng anh chị. 680 triệu. Anh chị đến xem xe thì bên học cũng có giảm thương lượng lọc vài triệu nha. Đó. Còn ở đây là Fortuner 2019, máy dầu số tự động một cầu nha anh chị. Ở cảng bên đây cũng còn zin hoàn vàng, cảng bên đây zin theo xe, chưa sơn. Nước sơn carbon zin nha anh chị. Đó. Xe này thì đã lăn bánh được 67.000 cây, sản xuất 2019. Bên học đang chào bán là 855 triệu. Ghế da zin theo xe nha anh chị, lấy dẫn số sau vô lăng, hai chế độ lái, hộp số tự động 6 cấp. Xe thì bên học cũng đã diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất rồi. Tất cả các xe bên học đều cam kết với cô chú anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản 6,9 lít. Đó. Đấy. Rồi, tiếp tục. Xe này học bán 855 triệu nha anh chị. Fortuner máy dầu số tự động một cầu nè, mà màu trắng này nó có nhiều anh chị thích nè. Đó. Còn cái đây là Innova E, xe này sản xuất 2018, chạy được 100.000 cây anh chị. Ở bên học đang chào bán là 485 triệu. 485 triệu màu đồng ánh kim. Xe cá nhân. Đó. Xe cá nhân biển tỉnh. Xe đẹp nguyên nha. Xe đẹp mới tinh luôn nha anh chị. Đó, vô lăng nè. 845 triệu, 485 triệu. Innova E 2019 mẫu mới. Đó. Màu đồng ánh kim động cơ 2.0. Ở đây cũng là Innova E. Xe này thì sản xuất cũng 2018 luôn, chạy ít hơn, chạy 56.000 km. Thì xe này bên học đang chào bán là 515 triệu. Anh chị đến xem xe có thương lượng nha, Innova E. Bởi vì anh chị nói tại sao mà có chỗ xe xe nó bán sau Innova 2018 mà bên học bán 515, tại xe này về trước có nhiều chỗ bán là 485 thì học vẫn có 485 nha anh chị. Chắc xe là 485, bên học là không tua đồng hồ, 100.000 để nguyên đồng hồ nha anh chị. Và anh chị nhìn thấy nè, mới tinh đâu. Đó, bên học là không không tua đồng hồ nên là xe nào thì nó sẽ theo chắc xe đó. Đó. Chứ còn mà thí dụ anh chị có điều kiện thì mua xe này. Còn mình chỉ có nhiêu tiền đó thì mua xe này, nó rất là bền, nó không hư hỏng nhiều, nhưng mà để dọn xe này được lên giống xe này thì không thể nào là dọn được. Đó. Chênh lệch mấy chục triệu nhưng mà tiền đó nó không có thể nào mà dọn lên được đẹp giống như cái xe này anh chị. Đó. Còn đây là Toyota Camry sản xuất 2022. Xe này bản 2.5Q, đi chỉ mới 15.000 nội thất kem, bên học đang chào bán là 1 tỷ 199 triệu. Rất đẹp anh chị, 2.5Q màu đỏ này. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này đi chỉ có 5,4 thôi, có gói an toàn safety sense, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường. Đó. Mâm đen. Đó. Xe rất đẹp anh chị, sản xuất 2022, xe này còn bảo hành dài. Bảo hành chính hãng toàn quốc. Đó, 1 tỷ 199 triệu. Xe này thì học đã tạm cọc rồi. Xe này học chưa có đánh giá chi tiết luôn. Chứ xe đẹp kinh khủng lắm anh chị. Xe này đánh giá rồi. Xe đẹp lắm. Fortuner 2020 nha anh chị. Mẫu mới, máy dầu số tự động một cầu. Xe này đã lăn bánh được 14.000 km. Vỏ zin theo xe nha anh chị. Vỏ zin theo xe, mẫu mới nha. Ra lăng, có camera 360, đầu Android. Xe này bên học đang chào bán là 930 triệu.
tiết kiệm hơn xe mới thì đâu đó khoảng 400 thôi nha anh chị, 300-400. Fortuner máy dầu số tự động một cầu. Xe này thì có rất là nhiều cô chú anh chị đợi chờ nè. Fortuner máy dầu thì học thấy anh chị, nhất là bà con ở tỉnh thì thích máy dầu hơn máy xăng nha. Máy dầu mà số tự động là vừa sướng nhưng mà vừa tiết kiệm nhiên liệu nữa. Mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ có 6.7 dầu trên 100 cây. Rồi, ở đây là Innova E số sàn 2021, chạy được 33.000 cây, màu đồng bánh kim nha anh chị. Xe này biển số tỉnh Bình Dương. Ở bên Học đang chào bán là 645 triệu. Mẫu mới nha anh chị. Xe này đi 33.000 cây rồi. Đó, Innova E, anh chị nào thích mẫu mới thì hãy liên hệ với Học. Innova E mới bây giờ nó ra mẫu mới rồi anh chị. Nó đã ra mắt mẫu mới rồi, nhưng mà nó mẫu mới nó hình như là nó là thùng liền. Nó không có thùng rời giống như xe này, nên đi chắc không nghĩ là không êm bằng. Với lại nó vận động cầu trước. Nó không có sử dụng lực đẩy. Không có sử dụng lực đẩy giống như mấy chiếc xe cũ bây giờ. Sử dụng lực đẩy là nó đặt máy dọc. Nó sử dụng lực đẩy thì nó bám đường tốt hơn, chạy nó êm ái hơn. Còn sử dụng lực kéo thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất. Bên Học đang còn khá là nhiều xe đang về nha anh chị. Sportivo này 2016 hai con đang chuẩn bị về. Sportivo rồi Santa Fe, Honda Civic. Honda Civic chắc có Học, Honda Civic bán chạy lắm, chắc Học là có khách cọc trước luôn. Rồi Mazda 3 2016 hatchback nữa. Cũng đang trên đường về, cũng có khách Học đã hẹn đặt cọc trước rồi. Rồi Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quý báu ra cùng với Học đi theo dõi những chiếc xe của showroom ô tô Sài Gòn đang chào bán, cũng như là đánh giá chi tiết chiếc Honda CR-V này. Học xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị. Anh chị nào thấy Học đánh giá xe chi tiết rõ ràng và cũng chia sẻ những cái thực tế của xe, anh chị nhớ cho Học một cái đợt đăng ký, để khi mà cô chú anh chị lên YouTube thì mỗi lần lên YouTube anh chị sẽ không bỏ qua những cái sản phẩm phù hợp nhất với mình. Học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.